Xin chào tất cả quý vị chị các bạn. Hiện tại bây giờ là khoảng 6 giờ. Kiên đang có mặt ở con đường Minh Phụng nhé. Ở đây là số 82, số 82 đường Minh Phụng, phường 5 quận 6 nha quý vị. Hôm nay đi qua đây thì Kiên thấy ở đây một cái xe xôi rất là hấp dẫn nha. Tôi thấy là nhìn đập vào mắt Kiên là cái xe xôi rất là hấp dẫn. Ở đây không những có xôi rồi còn có bánh mì nữa nha quý vị. Xôi bánh mì. Ở đây là hồng ánh, xôi gà, xôi mặn, xôi lá cẩm, cà ré. Rồi có bánh mì nữa. Đấy. Đây quý vị thấy là đây Kiên đi qua thì Kiên bị cái đùi gà nó đập vào mắt này, nó rất là bắt mắt luôn. Đấy. Đùi gà này quý vị. Ở đây có lạp xưởng này. Rồi thịt này, đúng không? Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Ở đây, cái nồi xôi đây. Đây quý vị. Xôi lá cẩm này. Xôi mặn này. Đấy. Đây quý vị thấy không? Anh đang bán cho khách đây này. Để chúng ta xem anh bán nhé. Đây có gà xé này, có chả bông gà này, trứng cút này. Cái này chả bông gì vậy? Chả bông gà. Chả bông gà đúng không? Trứng cút này. Cái này là cái sốt à? Sốt bán bánh mì đúng không? Cái này là chả này, thịt này. Cái này là gà xé đúng không? Gà xé. Đây là lạp xưởng này. Đấy, bên này là đùi gà này. Đùi gà nhìn nó rất là đẹp nha quý vị. Đó là cái này đùi gà sốt rồi anh. Giống như ru ti nước dừa. Đùi gà ru ti nước dừa hả? Ừ. Em đi qua em thấy nó màu nó đỏ, em bị hút cái này. Cái đó là cái màu nó là cái màu hạt điều. Nước dừa mình nó sáng xuống thì đây hộp đùi gà là nó vậy. Đùi gà hộp này thì bao nhiêu anh nhỉ? 25 tiền em. 25 ngàn một hộp này. Wow, hấp dẫn quá. Hộp đùi gà là 25 ngàn nha quý vị. Hộp đùi nè. Đây là mình mua mang về nhá, mang về ăn. Ồ đây là xôi gì anh? Xôi này là xôi thập cẩm. Xôi thập cẩm. Xôi thập cẩm. Dạ. Một phần này là bao nhiêu anh? Này là 20. 20. Ngon quá hả? Quán mình là bán được lâu chưa anh? 30 năm rồi em. 30 năm rồi. Ừ. Anh bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Anh là từ 3 giờ. 3 giờ bắt đầu 3 giờ bán tới 3 giờ sáng. 3 giờ chiều tới 3 giờ sáng luôn. Bán thâu đêm luôn. 3 giờ chiều tới 3 giờ sáng. Rồi cái tối 9-10 giờ là anh với chị. Anh với chị đem về với bán. Mình bán ở đây là đến mấy giờ? Anh để địa chỉ này. 24. Đây là 24/24 đúng không? Đây đùi gà roti. Cái này là ức gà. Cái đó là ức gà. Ức gà là xé ra. Dạ. Khuya mới có thợ vô làm. Dạ. Bảo đầu giờ là thợ này là làm là mình bán. Dạ. Đây là địa chỉ, ở đây là nhà mình luôn này. Rồi, nhà thuê. Dạ. Đây này, đây có pate này. Cái này là đậu xanh. 20 ngày một phần. Khách đến mua đem về. Đây là làm sẵn từng hộp còn một rồi khách mua mang về. Đó là làm cũng được bác. Dạ. Ở đây còn mấy giờ là đông anh nhỉ? 7 giờ, 6 6 7 giờ đúng không? Cái giờ này là giờ đông. Rồi đương đêm sáng đây ai. Dạ. Ở đây bán trước cái trường gì đây? Trường bồi dưỡng giáo dục. Bán trước cái trường bồi dưỡng giáo dục này cũng được. Trường Trần Văn Liêm ngủ chưa? Dạ. Đây trước cái trường học bồi dưỡng giáo dục rồi nha. Đó đã làm cho em cái phần xôi đùi gà mang về nhé.
Đây là đặc biệt là xôi luôn nóng hổi luôn, tại vì cái bếp này nào nấu nó bốc cái hơi lên được, luôn nóng hổi luôn. Cái này là xôi lá cọc, nên là nó có màu nó đỏ đỏ, cái màu của nó tím tím, rất là đẹp. Nấu cái lá cảnh cho ra nước là mình ngâm nếp vô đó là nó ra. Đây không? Cái này phần này à, đây là xôi lá cọc. Nước dừa. Nước dừa. Dạ. Cái này phải gia truyền đúng không anh? Ngày xưa nhà anh bán đúng không? Dạ. Mấy chục năm rồi. Bố anh. À. Đây là em của ông đi. À anh này em của ngày xưa là anh bán. Ông là ấy hết á. Dạ. Quán xuyến hết á. Dạ. Cái này lạp xưởng bự quá nhỉ? Lạp xưởng. Này là lạp xưởng. Lạp xưởng to to. Lạp xưởng gò công. Gò công. Gò công. À đúng rồi, mấy chục nhà đi gần đây giờ rồi. Cái này là giò, này là giò gì? Giò gân, đó là giò thủ. À, giò gân. Trên này là bánh mì này. Bánh mì anh để về phía bên trên này. Bên trên này là có hành khô, hành phi. Hành phi này. Có đậu phộng, cá bông để trên này luôn. Đấy. Cái ba tê cục ba tê bự chả bá lửa luôn. Cái này là nước sốt này, ăn bánh mì không thể thiếu nước sốt này được. Sốt này đặc biệt. À, làm cho mình một hộp mang về. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Làm đầy đủ đi, bỏ cái đùi vô nữa. Cho nó hấp dẫn. Ăn không hết. Cả miếng miếng rồi. Wow. Hấp dẫn quá quý vị ơi. Một cái phần thập cẩm mà có cả đùi gà luôn nhá. Em hỏi ở đây anh đang tiện bạn người làm không anh? Để em xin làm á. Ở sáng làm á, em có hỏi là chờ em làm. Bên mai lại. Mai mới chờ, tới chắc chờ. Sáng 7 giờ lại có hai chồng ông Dũng á. Sáng sớm mới có hai giờ chồng à. Đâu cho mình xem mà. Đang xem bên kia xuống xe được bên này đây, hộp đùi gà chất lượng này quý vị ơi. Sáng mai 7 giờ ông mới có nha. Wow, hấp dẫn quá nha. Đấy. Hộp này là 25.000 nếu anh bán là 25.000 nhưng mà thập cẩm là bao nhiêu? 40. Thập cẩm là 40 nhá, hộp này là đặc biệt đấy. Đặc biệt là 40 nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Gồm có đùi gà này, rồi thịt này, lạp xưởng này, gà xé này, rồi hành phi này, trứng cút này, rồi có cái này là chả này, đậu phộng này, đấy. Đặc biệt là như vậy đấy. Mọi người, ở đây anh bán mang về nhá. Mọi người mua thì mang về nhà ăn. Mua một hộp mang về. Bỏ đủ rồi. Bánh mì thì mang về.
phần 20.000 một phần em. Xôi 20 một phần. Xôi đùi gà là 25. Dạ. Xôi mà đó mới làm đó là đặc biệt là 40. Đây bán thâu đêm luôn ạ. 24 giờ 24 luôn. Ở đây còn bán giò nữa hay sao? Con bò này là bán đó là chả à, là chả. Chả. Trong đây. À chỗ này là không gian bếp nhà mình. Thế nhà mình chuẩn bị các món ăn đấy, các món bán đấy. Đây, hấp xôi. À, cái này là đồ xôi này. Đấy, một nồi xôi đây này. Đây là nước sốt. Này nước sốt. Vậy. Oh. Cái này là màu điều đúng không anh? Đúng rồi, màu điều. Dạ. Đây là anh làm hết rồi. Tự tay gọi là nguyên vật liệu là nhà chế biến hết nha quý vị. Đúng rồi. Đấy. Nên là lúc nào cũng được nóng ngon. Đấy. Đây cái xe của anh ở đây nhá. Cái đêm qua là Kiên bị hấp dẫn bởi cái gọi là đùi gà rô ti á. Nó đập vào mắt mình nên mình quyết định là phải quay, xin anh quay chia sẻ cho quý vị. Ở đây là số 82 Minh Phụng nha quý vị. 82 đường Minh Phụng nhá. Hồng Ánh. Xôi gà bánh mì đấy. Đang có tuyển người làm luôn. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Giờ Kiên sẽ đi về nhà nhé. Rồi quý vị ơi, hôm nay thì Kiên đi mua cho bà xã Kiên một hộp xôi gà nhé. Lúc nãy thì mình mua đây. Một hộp về đây, một cái đùi gà rất là bự luôn. Mà sao nhiều vậy anh? Cái hộp này bao nhiêu? Hộp này là 40.000. 40 hả? 40.000 gồm có hộp thập cẩm. Để em có thịt này. Gà quá trời này. Gà này. Rồi là xá xíu này. Xá xíu này. Giò. Rồi giò này, cơm cốt này. Lạp xưởng này. Trời ơi, một cái đùi gà này này. Ăn cái này thì chắc no luôn. Để coi. Có phần chất lượng cho em. Ừ, nhưng mà phần này là lâu lâu người ta mới bán. À, có nghĩa là ai mua thì bán. Mới bán thôi. Thường thường là chỉ có 10 20 ngàn thôi. 10 20 ấy hả? Ừ. Có xôi ngọt luôn đúng không? Có luôn. Không, có xôi ngọt, cái quán này không có xôi ngọt. Cái có giống như muối vực muối đậu phộng á. Có đậu phộng mà. Muối đậu phộng. Có đậu phộng. Ừ.
Cái phần này hơi béo béo, có mỡ hành á. Ngon không? Chất lượng ạ. Ở trên cái lớp nước sốt có một cái gì giống mỡ. Người ta bán sau đêm á. À, chỗ nào anh? 24 thì 24 luôn. Chỗ nào? Ngay đường. Nhưng mà ngon á. Hình như đường Ninh Phụng. Ngon. Ninh Phụng quận 8, quận 6. Ngon nhưng mà em thấy cái đùi gà em hơi ngán. Ngán đùi gà luôn. Nhiều. Ừ. Thôi cầm một hộp xôi á, ăn về là vừa rồi. Đừng bỏ đùi gà vô. Ừ, ngon. Cái xôi ở đường Minh Phụng nghe có vẻ nổi tiếng nhỉ. Ừ. Anh có ăn chung với em thì em thấy nhiều á. Anh ăn no rồi. Không, anh ăn cái đùi giờ hạ cho em đi. Em ăn đi. Chia sẻ hơi vị với khán giả này. Em thấy cái xôi này nó có cái nước sốt này khá là đặc biệt rồi nhỉ. Nó thơm. Với lại là ăn cảm giác không bị ngán. Có mỡ hành nhưng không bị ngán nha. Bình thường không thích ăn xoay mặt đâu. Nó cái hương vị này ở đây người ta để thích. Ai không thích ăn xôi thì có thể ăn ở đây được. Ngon. Gần hết hộp xôi nè. Nhưng mà cái đùi gà này thấy nhiều quá. Ngon thật sự nha. Thường ăn gà ha, Nga chỉ thích ăn gà đúng chất là gà quê thôi. Chứ ăn gà mấy gà trong này Nga cũng không thích lắm. Thích cái bị mềm mềm nhá. Gần hết hộp xôi rồi mà. Ngon. Cả nhà thấy Nga ăn vậy đủ hiểu là ngon cỡ nào à. Chất lượng không? Đúng không? Nhưng mà em chỉ thấy á, nếu mà không bỏ thịt, không bỏ này kia mà bỏ nước sốt vô là ăn cũng ngon này. Vậy thôi. Vậy thôi, em cảm giác chất lượng. Em đùi gà đi cho cả nhà xem. Ngán hả? Ngán. Nhìn đùi gà thấy ngán mà. Cắt một miếng thôi. Thà cho em ăn xôi thôi chứ đùi gà ngán. Thật sự rất là ngán này nhờ. Không phải là Nga không có ngon. Không phải không ngon đâu. Mà Nga đang bị ngán gà. Bữa trước Nga mới đưa con gà 3kg ở quê vào. Ăn gà ở quê đúng thịt đã. Giờ tự nhiên ăn gà trong này nó không hợp. Chứ không phải là dở đâu nha. Xôi thì em vẫn ăn được nha. Nhưng mà có thể ăn thêm được. Nhưng mà thịt nhiều quá. Bạn thấy được xôi luôn hả? Nói gì vậy? Anh xôi chưa? Anh có ăn xôi không? Có. Anh thấy như nào? Thấy nó ngán. Không. Gà thì ngán thiệt. Cái nước sốt trên tê đó vẫn có vị giống chèo quê á. Bếp chèo quê không? Tôi biết chèo không? Ủa, nãy anh mua xôi ở một chỗ luôn hả? Hai chỗ. Lấy chén cắt đùi gà hay không? Cắt ra hả? Cắt.
nhiều quá cả nhà. Rồi quý vị ơi, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nhá. Hôm nay thì mình đi mua xôi cho bà xã mình ăn, review cho cả nhà xem nhá. Hôm nay thì mình review ở quán rồi, giờ bà xã review ở nhà. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.